này, tôi cũng được cảm ơn nhiệt liệt chào mừng và các vị đại mặt tất hòa cụ Thích Đàm Loan và các cụ thầy của chùa Tịnh Đáo Thái Đạo Tân và thầy bản sự Thích Đàm Mai của chùa Linh Sơn. Tôi cũng được cảm ơn và chào mừng các vị đại biểu toàn thể, các vị đại biểu thu chốt quan điểm và đặc biệt các vị đại biểu trong dòng họ, nhất là các vật kỳ náo trong dòng họ đã mất rất thời gian để về cùng họ để làm ngày lễ để chúng ta hoàn thành. Kính thưa các vị đại biểu, tuy nhiên trong điều kiện chúng ta tổ chức lễ hội, chúng ta cũng rất biết ơn sự đóng góp chân thành và sự tín toàn bộ của trai trâu gái biểu trong dòng họ. Có những người đang công tác các hàng nghìn cây số cũng bay về để tiến hành tổ chức lễ hội và không những đóng góp một chân trước tiền của giá trị hàng tỷ đồng. Đến nay công trình chúng ta đã hoàn thành. Và cuối cùng, chúng tôi xin chúc toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe và chúc toàn thể hội ngày lễ hội chúng ta đạt thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức và xin trân trọng cảm ơn vị đại biểu đại diện cho dòng họ đã lên đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu đoàn thế đại họ và pháp hương kính bái tiên tổ, xin trân trọng kính bái. Và ban tổ chức kính mời đoàn trai họ chuẩn bị để vào tổ đường để tế tổ.
xin